Em chào cả nhà nha. Đó, nay dọn dẹp là dọn rửa nè. Dọn rửa để đi giao xe cho khách hàng nè. Đợi 206 cả nhà. Cái phần này nó xấu này, chắc không phải đi mai lại chứ anh. Đi mai cái ta 3D á, nhìn cho nó đẹp, nó liền lạc xe, sạch xe. Mình bán xe cho dù giá nó rẻ nhưng mà mình cái nào mình làm được cho khách hàng của mình thì mình làm thôi. Đó, bên kia thợ điện đang kiểm tra buri xong, kiểm tra công tắc kính. Thôi thì nó có hoạt động được cái. Em trai này chưa có vợ đẹp trai lắm nha cả nhà. Em gái nào thấy được video này, thấy anh trai này kết thì cứ alo cho em. Em gã chồng luôn cho. Xe đời 26 mà bán vợ bán 70. Bán có 70 triệu. Mà còn làm cái này làm cái kia rồi nhiều lúc còn bớt lọc lá cho anh em nữa. Đi về là mặn cho nó may mắn nữa. Công tắc hư. Hai công tắc khác, công tắc bị cháy nha. Ba công tắc này mấy chục ngàn, trăm ngàn thì xài xài chắc cũng được 5-2 năm gì đó nó cũng đi. Đó. Xe cũ thì mình về mình tu bổ thêm. Xe cũng liền lạc, cũng đẹp đẽ, sạch sẽ lắm. Xe này mà đầu năm nha cả nhà. 206 thùng kính này thì bán còn khoảng 80 mấy, gần 90 triệu ha. Mà giờ bán nó thật sự luôn, bán chưa được giờ rửa dọn dẹp rồi làm lụng này kia, nó chưa được 7, chưa được 70, có sao mấy triệu à. Xe hôm nay rớt giá. Giá rẻ mà mình phải phục vụ chu đáo cho khách hàng, để khách hàng yêu quý mình rồi đăng ký kênh của mình rồi mình giới thiệu xe cho mình mua, giới thiệu xe cho mình bán nữa. Cảm ơn quý khách hàng luôn đồng hành và hỗ trợ chung với em nha. Cảm ơn quý khách hàng rất nhiều. Rồi em chào quý khách hàng của em nha.